Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ. Mình là Amika đây và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tin tức rất hot trong ngày liên quan về những sản phẩm đến từ Google các bạn ạ. Và lần này chắc chắn rồi, đó chính là chiếc Google Pixel 6. Đây là một trong những chiếc máy mà thật ra thì mình cũng không để ý lắm từ hồi cái đợt mà Google Pixel 5 ra mắt, tại vì các bạn sẽ thấy cái mức cấu hình của nó so với lại mức giá tầm 16, 17, 18 triệu nhưng mà chỉ được trang bị một con chiếc sản bình 765G. Đó, Google đã nói rằng là Snapdragon 865 quá mắc nên họ mới lựa chọn Snapdragon 765G. Nhưng mà khi mà cho ra một cái giá thành sản phẩm như thế thì cũng không ai chấp nhận được. Đấy, đó là lý do tại sao mà mình đã không còn để ý đến Google nữa, mặc dù biết là về cái khả năng chụp đêm của nó là cực kỳ tốt. Đó, nó vẫn có những tính năng đặc quyền, có những cái tính năng mà vượt trội so với lại những chiếc máy khác. Nhưng mà nhìn chung thì như thế là nó quá đắt cho một chiếc máy Android. Bỏ qua về phần mức giá đi, cái điểm đầu tiên mà mình ấn tượng với cái chiếc Google Pixel 6 này đó chính là về mặt thiết kế. John Bruster, một trong những leaker cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, đã cho ra những cái hình ảnh đầu tiên liên quan về cái thiết kế của chiếc Google Pixel 6 này. Nhìn vào trong hình thì chúng ta có thể thấy được cái điểm ấn tượng ở đây đó chính là về phần thiết kế mặt sau. Còn đối với lại mặt trước thì viền mỏng các thứ này kia, rồi là camera selfie được đặt trong cái dạng màn hình đục lỗ, rồi là kích thước thì cũng vừa phải, không quá to như là trên Google Pixel 5. Thì mình thấy như thế này là ok rồi, form này gần như là cái form chuẩn. Và nếu mà so với lại về cái phần mặt trước thì mình nghĩ rằng là đến bây giờ cái chiếc Redmi K60 của mình vẫn tự tin là một trong những cái chiếc máy có màn hình đặt mặt trước được tối ưu tốt nhất. Thì với cái chiếc Google Pixel 6 này chúng ta có thể thấy được là cái cụm camera sau của nó với cái phần module nó được lồi lên và được đặt thêm một cái dạng hàng ngang. Dạng hàng ngang này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những dòng máy đến từ Galaxy S10 này cũng như là những dòng máy flagship của LG. Đó, tuy nhiên thì nó đã được cách điệu và nó được làm lồi lên hẳn một cái khu vực như thế luôn, chứ không phải là kiểu chỉ là đóng khung như là trên những chiếc máy khác. Đối với lại thiết kế của Google thì từ trước giờ nó luôn luôn là dạng độc lạ rồi. Nhưng mà lần này thì nó độc lạ theo kiểu là đẹp. Đây là xét về cái quan điểm cá nhân của mình nhé. Chứ từ trước giờ thì nó độc lạ theo kiểu là nó chả giống ai và nó rất là xấu. Còn bây giờ mình thấy là cái form thiết kế này nó chuẩn chỉnh hơn. Đó, nó đẹp hơn. Khung viền thì sẽ được bọc cong và chắc chắn thì cũng sẽ được làm từ những cái chất liệu cao cấp nhất rồi, kính và kim loại. Đó, thì cái con này là cái điểm nhấn của nó là về phần cụm camera. Nhiều người chê rằng là cái cụm camera này nó lồi so với lại mặt bằng chung cái tổng thể thiết kế của máy, tạo ra cái sự mất cân bằng. Nhưng mà mình thấy rằng là với cái phần lồi như thế này thì mình nghĩ rằng là trước đây ấy, những thiết bị đến từ Google thì thường nó sẽ không quá tập trung về phần cứng, mà nó sẽ gần như là nó sẽ chia tỷ lệ ra là 70% là phần mềm và 30% là phần cứng. Nên là cái camera của Google Pixel thường nó sẽ không lồi. Như vậy là năm nay Google sẽ cho ra một thế hệ Pixel mà nó tốt lẫn cả về mặt phần cứng cũng như là phần mềm. Đó, nhìn cụm camera này là mình thấy rất là ưng rồi đó. Thiết kế tổng thể thì rất là hài hòa và trông nó đẹp, nó có điểm nhấn. Và cái cụm camera này thì chúng ta có thể thấy nó sẽ có 3 cảm biến. Từ trước đến giờ thì Google thường sẽ không trang bị quá nhiều cái cảm biến trên này. 3 cảm biến nó là đủ rồi. Mình nghĩ là như thế này này, một cái tele, một chính, một rộng là được. Chứ cũng không cần gì mà phải macro cái thứ này kia, chúng ta vẫn có thể xử lý bằng phần mềm mà. Đó, phần mềm Google thì từ trước giờ nó đỉnh rồi. Macro thì tại vì là mình muốn là nó để phần mềm, cơ bản là do là nó không quá là thực dụng trong vấn đề chúng ta dùng, nên là mình nghĩ là để cho nó phần mềm xử lý cũng được. Chất lượng thì có lẽ là chắc chắn là không thể nào bằng so với phần cứng, nhưng mà phần mềm là được rồi. Đó, và tổng thể thì mình thấy là cái cụm camera đằng sau này mình thấy khá là ưng, với cái phần đèn flash LED nữa kìa. Đó, trông rất là thích. Mình rất là thích cái lối thiết kế như thế này. Và chúng ta có thể thấy này, ở mặt dưới của nó thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái màu kem, mặt trên thì nó sẽ có màu cam. Đây là một cái màu sắc kết hợp mà mình thấy là nó cực kỳ hài hòa và đẹp. Còn cái phần giữa này thì nó sẽ có một điểm nhấn với cái dải camera nó chạy qua như thế, rất là đẹp, mình rất thích kiểu này. Đó, nhiều người cũng đang phát sốt về cái thiết kế của cái chiếc Google Pixel 6 này, tại vì là trông nó lạ và bây giờ nó đẹp chứ không phải là nó xấu như những cái thiết kế đời trước nữa. Và cũng có một thông tin khác về cái chiếc Google Pixel 6 này, đó chính là với cái thế hệ này thì Google Pixel sẽ sử dụng một con chip riêng biệt luôn, chứ không phụ thuộc vào Snapdragon hay là Exynos hay là MediaTek nữa. Với cái con chip này thì Google Pixel đã hợp tác với lại Samsung để cho ra cái dòng chip của riêng họ tên là Whitechapel GS101. Đây là một con chip mà mình nghĩ rằng là khi mà nó ra mắt thì bắt buộc là nó phải xem hiệu năng với lại con chip Snapdragon 888 rồi. Vậy một câu hỏi đặt ra là nó có được tối ưu tốt như là cái dòng chip M1 của Apple hay không? Dòng chip M1 của Apple thì tại vì là họ có một cái hệ sinh thái riêng
nó kín. Và khi mà cái con chip M1 này ra mắt thì bắt buộc những cái hãng ứng dụng, nhà phát triển ứng dụng phải tối ưu dành cho cái kiến trúc của con chip này. Như vậy thì cũng một câu hỏi đặt ra nữa, đó chính là về cái vấn đề tối ưu, thì cái con chip mà Whitechapel GS101 của Google này có được các hãng ứng dụng khác tối ưu hay không? Điều này thì chưa chắc các bạn nhé. Điều này thì không thể nào chắc chắn như Apple được. Tại vì cơ bản ấy, Android nó là một hệ điều hành mở. Và bây giờ chúng ta có thể thấy này, trong cái hệ sinh thái chip của Android thì chúng ta sẽ có này Snapdragon, MediaTek, Exynos, rồi là kể cả những con chip Kirin nữa. Kirin bây giờ thì nó không còn quá phổ biến rồi đó, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn có tồn tại trên thị trường. Rất khó để các nhà phát triển ứng dụng họ tối ưu trong chip này. Cơ bản là tại vì thị phần của nó quá thấp. Từ đến giờ chúng ta có thể thấy này, nếu mà so với lại thị phần Android thì Google nó không chiếm một cái trọng lượng nào cả. Gần như nó chỉ bán ra, nó giống như kiểu Bphone mà các bạn, là nó bán rất ít luôn, kiểu như những phiên bản giới hạn vậy. Nó không thật sự là một cái chiếc máy gì đó thuộc cái dạng phổ thông. Nên với cái việc mà Google ra mắt một cái con chip riêng biệt như thế này, với kiến trúc khác biệt, thì cái điểm mà khó khăn nhất đó chính là liên quan về cái mặt tối ưu đó. Và nó sẽ còn tệ hơn cả MediaTek, nó tệ hơn cả Exynos nữa. Các nhà phát triển ứng dụng rất khó để có thể họ theo đuổi con chip này, tại vì cái thị phần nó quá thấp, làm nó không bỏ công. Đấy. Thì với một thiết bị đến từ Google Pixel 6 như thế này thì mình nghĩ rằng là nên lựa chọn những dòng chip đến từ Snapdragon, hoặc là phải có một cái chính sách nào đó bó buộc các nhà ứng dụng bắt buộc là phải tối ưu trong chip này. Chứ còn không thì Google Pixel 6 nếu có tốt về phần camera, có tốt về phần màn hình và có tốt về phần pin đi chăng nữa, thiết kế đẹp như thế này rồi thì cũng rất khó để có thể thu hút người dùng được. Tại vì cái linh hồn của cái chiếc máy này đó chính là về con chip cũng như là phần mềm mà nó xung đột với nhau, nó không hỗ trợ cho nhau, thì khi mà trải nghiệm của nó thì cho ra một cái chất lượng cực kỳ tệ. Đó, cái trải nghiệm người dùng nó sẽ thật sự rất là thấp cho một chiếc máy mà flagship như thế này. Và giá từ trước giờ thì những thiết bị Google nó không bao giờ rẻ. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao về cái dòng Google Pixel 6 này, và các bạn hy vọng trong tương lai nó sẽ được trang bị những gì, nó có những gì, thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.